Xin chào tất cả các thầy cô giáo. Bài đầu tiên của chương trình ngữ văn 11 là bài Vào phủ chúa Trịnh. Đây là bài đơn giản, tuy nhiên vì là bài đầu tiên nên thầy cô cần tạo một ấn tượng cho học sinh. Vậy chúng ta sẽ giảng dạy bài này theo những phương pháp nào? Ở đây tôi xin giới thiệu một số phương pháp sử dụng trò chơi, thảo luận, tranh luận và kể chuyện để dạy học bài này. Cụ thể chúng ta có thể áp dụng lần lượt như sau. Đầu tiên với phần tiểu dẫn, chúng ta ngoài việc cung cấp những kiến thức trong sách giáo khoa thì nên kể thêm chuyện về danh y Lê Hữu Trác. Những câu chuyện có rất nhiều trên mạng, từ câu chuyện tình, câu chuyện sự nghiệp của ông, câu chuyện ông đã sống và lựa chọn nghề y như thế nào đều rất hay và cảm động. Chúng ta sẽ lựa chọn để kể cho học sinh nghe. Tiếp theo, ở phần văn bản, đầu tiên phần 1 cảnh sống của chú Trịnh thì chúng ta có thể đưa ra trò chơi thi tìm chi tiết hình ảnh. Cụ thể là 4 tổ sẽ thi nhau tìm các chi tiết hình ảnh trong văn bản Thượng Kinh Ký Sự liên quan đến cảnh sống trong phủ chúa theo một hệ thống dàn ý. Ví dụ như trên màn hình đây là hệ thống dàn ý, gồm có ý thứ nhất quang cảnh trong cung với quang cảnh bên ngoài và quang cảnh bên trong. Thứ hai là cung cách sinh hoạt với lễ nghi, và đặc biệt đi sâu vào hình ảnh Thế tử Trịnh Cán. Học sinh sẽ cùng tìm trong khoảng độ tầm 2 cho đến 3 phút. Thế sau đấy thì giáo viên sẽ gọi lần lượt các tổ. Đầu tiên là ưu tiên xung phong, còn nếu không ưu tiên xung phong thì sẽ gọi bất kỳ một bạn nào đấy. Tổ nào mà tìm được nhiều tất cả những chi tiết hình ảnh nhất thì là tổ chiến thắng. Tiếp theo, chúng ta đến với cả phần liên quan tới hình ảnh của Thế tử Trịnh Cán. Hình ảnh của Thế tử Trịnh Cán rất đặc biệt bởi vì nó mang tính chất đại diện cao. Tuy nhiên thì để giảng dạy phần này, giáo viên lên cho học sinh thảo luận hình ảnh Thế tử Trịnh Cán trong chốn màn tre, ăn quá no, mặc quá ấm nên tạng phủ yếu đi, có ngầm ý nói về cuộc sống trong phủ chúa hay không? Đấy. Học sinh sẽ cùng thảo luận từ đó đưa ra được những đánh giá phù hợp. Và đáp án ở đây thì chúng ta thấy quá rõ rồi. Hình ảnh Thế tử Trịnh Cán như vậy là biểu tượng cho một cuộc sống tù túng, thiếu khí trời và tự do. Tiếp theo, chúng ta sẽ ngoài hệ thống những câu hỏi trong bài thì chúng ta sẽ để ý thêm một chút là chúng ta có thể sử dụng phương pháp tranh luận ở những cái đoạn mà nó có mâu thuẫn. Ví dụ như là trong đoạn thái độ của Lưu Trác khi khám bệnh cho Thế tử Trịnh Cán ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là có mâu thuẫn giữa tâm trạng, một bên là muốn chữa khỏi bệnh và một bên là muốn chữa cầm chừng. Cuối cùng thì tác giả đã chọn là sẽ chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên tâm trạng mâu thuẫn này thì nó nói lên rất nhiều điều, và vì thế nên chúng ta vẫn có thể cho học sinh tranh luận là em có đồng tình hay không đồng tình với lựa chọn của tác giả. Nếu là em thì em sẽ chữa bệnh như thế nào. Và tất nhiên là ở đây chúng ta cần phải đưa ra được những cái gợi ý, những cái thắc mắc làm thế nào cho học sinh có thể tranh luận. Ví dụ như là nếu bây giờ em chọn cái hướng là chữa khỏi bệnh thì em sẽ bị giữ lại đấy, em sẽ không được về quê nữa, thì em phải làm thế nào? Không lẽ lại bị công danh trói buộc sao? Còn nếu mà chữa cầm chừng thì đương nhiên là em sẽ được về quê. Thế nhưng mà lúc bây giờ em có cảm thấy day dứt băn khoăn vì Thế tử Trịnh Cán vẫn bị bệnh hay không? Đấy, tức là luôn phải có những câu hỏi để thúc đẩy cái quá trình tranh luận này. Và cuối cùng giáo viên vẫn phải đưa ra cho học sinh được một cái lối thoát. Và lối thoát ở đây chính là kể một câu chuyện về Lê Hữu Trác. Câu chuyện ấy đi sâu vào chi tiết là sau khi chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán và chúa Trịnh Sâm rồi, tức là vẫn lựa chọn con đường là chữa khỏi bệnh, thế nhưng mà ông đã hết sức từ chối, một mực xin về quê làm thuốc. Đấy, tức là ở đây chữa khỏi bệnh nhưng vẫn lựa chọn con đường về quê. Tiếp theo, có một điểm rất hay mà giáo viên có thể khai thác để làm sâu hơn bài học, đấy chính là những kiến thức về y học của Lê Hữu Trác. Những kiến thức này không xa lạ, nó rất gần gũi với đời sống Việt Nam. Vì thế, chúng ta có thể cho học sinh rút ra những kiến thức về y thuật của Lê Hữu Trác từ bài này, và đồng thời liên hệ với thật nhiều những câu chuyện khác. Và có thể như ở đây là tôi sẽ cho học sinh xem một video clip nói về việc Lê Hữu Trác căn dặn một cách sống không bệnh tật.
Điều đó khá là cần thiết cho học sinh, bên ngoài việc cung cấp cho học sinh hiểu về cuộc sống nơi phủ chúa và Lý Hữu Trác ra. Đây là một số gợi ý của tôi để cho tiết dạy thú vị. Hy vọng thầy cô sẽ có những tiết dạy ưng ý. Xin chào thầy cô.